Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập và Tết Trung thu, công ty Princess Lifestyle có chương trình tặng quà đặc biệt. Quý khách mua 200 đồng trở lên sẽ được tặng gift pack số 1 trị giá hơn 68 đồng, gồm kem dưỡng mắt và anh chàng Claire Fine Showroom. Quý khách mua 400 đồng trở lên sẽ được tặng gift pack số 2 hoặc số 3. Gift pack số 2 trị giá hơn 159 đồng, gồm Breast Care và 2 chai Breast Enhancement Gel. Gift pack số 3 trị giá hơn 142 đồng, gồm kem ban ngày, kem ban đêm, kem dưỡng mắt và anh chàng Claire Fine Showroom. Mua nhiều tặng nhiều, chương trình có giới hạn, đừng bỏ lỡ cơ hội.